phải đây chứ. Nặng quá trời kìa. Tôi bây giờ đi mua một phần. Anh Harry, Harry có tặng hoa nữa hả? Hoa chỉ có thế thôi, chứ sao. Anh Harry, ông ấy là một cờ, tại vì hôm nãy cô nói là Harry sẽ không biết tặng gì đâu, không có gì tặng đâu. Chân hiểu gì đúng không? Harry, Harry phải chúc mừng đi chứ. Harry chúc vui. Mình thấy dùng cái gì cũng có rồi, khó chút lắm. Thôi, lúc nào cũng xinh đẹp, gia đình hạnh phúc. Harry thích vô không? Gì không? Gì hết trời? Thích yêu bạn bè đó. Thích. Yêu lý đúng không? Trời ơi mọi người ơi, bây giờ mới phát hiện là bó hoa Harry tặng Miu là có một cái tấm thiệp nữa. Không ngờ là Harry có gift thiệp cho Miu luôn. Tại vì mọi người biết sao không? Harry từ trước giờ là một lạnh lùng boy, rất là ít nói với tất cả cô gái khác. Và với những ai mà mới quen Harry á, đặc biệt là con gái á, thì Harry không có tiếp xúc đâu. Và cũng chưa bao giờ gọi là viết thư hay là viết thiệp gì cho ai hết trơn á. Cho nên là hôm nay là Miu cảm thấy rất là bất ngờ khi mà Harry viết tặng Miu vậy. Để coi Harry viết cái gì nha. Wow. Trời ơi, Miu thương mến của Harry. Ngay từ lần đầu tiên gặp Du, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Harry đã cảm nhận được là Miu là một người rất có ý nghĩa trong cuộc đời của Harry. Không thể nào quên được khoảnh khắc đầu tiên đó. Không biết trong mắt mọi người Miu như thế nào, nhưng trong mắt của Harry, Miu là một cô gái rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu và tốt bụng. Harry rất muốn được luôn ở bên cạnh Miu, che chở, bảo vệ Miu. Và có những lúc nào đó nếu Miu rảnh có thể bảo vệ lại Harry nữa. Harry tin rằng tụi mình sẽ luôn ở bên nhau, là bạn cũng được, là tri kỷ cũng được. Không quan trọng, chỉ cần luôn có Miu trong cuộc đời này là Harry đã cảm thấy đủ vui và đủ ấm áp rồi. Harry hy vọng Miu sẽ không bao giờ tan biến như anh Trịnh Thăng Bình trong phim Nhân Duyên. Miu sẽ luôn ở bên cạnh Harry và mang đến thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Harry ước gì mỗi dịp sinh nhật Miu đều được ôm một bó hoa đến tặng cho Miu như năm nay. Được ở bên cạnh Miu ăn thêm thật nhiều sinh nhật về sau nữa. Có lẽ Harry viết hơi vụng về vì không quen viết thiệp cho con gái, không cái này đúng rồi mọi người, và cũng không biết nhiều tiếng Việt. Nhưng tất cả những gì Harry nói nãy giờ đều là tấm lòng của Harry đó. Miu đừng cười Harry nha. Trời ơi, Harry viết thiệp dễ thương quá à. Sao bắt chước giọng nói của em này. Cười được. Cảm ơn Harry. Trường viết nhỏ muốn bỏ về luôn. Du ơi, Du nói gì vậy? Ơi, Du nói gì vậy? Cảm ơn Harry nha, tại vì tình cảm của Harry dành cho Miu, Miu biết mà. Trước mặt máy quay này nọ thì ngại đúng không? Không cần phải nói gì hết. Miu hiểu mà. Dạ. Mình là tri kỷ không cần phải nói.